Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lâm Đồng, cây dược liệu quý Atiso xuất hiện ở Đà Lạt từ đầu thế kỷ 20 đến nay, phát triển đến các huyện Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, với tổng diện tích duy trì khoảng hơn 160 hectare, năng suất bình quân gần 50,5 tấn một hectare. Sản phẩm Atiso rất đa dạng, sử dụng được cả thân, lá, hoa và rễ, với tỷ lệ 65% chế biến các sản phẩm có giá trị xuất khẩu như cao Atiso, viên nén Atiso, trà túi lọc Atiso, thực phẩm chức năng. Còn lại tỷ lệ 25% thân, lá, hoa, rễ sấy khô dùng nấu nước uống và khoảng 10% thân non và hoa dùng để chế biến ăn tươi. Hiện tại, tổng doanh thu trồng Atiso 466,5 triệu đồng một hectare. Sau khi trừ chi phí, mang lại lợi nhuận 217,3 triệu đồng một hectare một năm, cao hơn rất nhiều lần so với sản xuất các loại rau hoa trên cùng diện tích. Bên cạnh cây Atiso, trong một vài năm gần đây, đương quy được phát triển phổ biến trồng thuần hoặc trồng xen với cây cà phê trên địa bàn các huyện Đơn Dương, Đức Trọng, Lâm Hà, Di Linh, Đam Rông với khoảng 47 hectare, năng suất bình quân gần 28 tấn một hectare, sản lượng trên 1.100 tấn. Hiện tại, tổng doanh thu bình quân cây đương quy đạt trên 600 triệu đồng một hectare một năm, sau khi trừ chi phí mang lại lợi nhuận khoảng 400 triệu đồng một hectare một năm. Toàn tỉnh có 12 doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở liên kết với nông dân, sản xuất tiêu thụ đương quy như hợp tác xã dược liệu Như Ý, công ty cổ phần tơ lụa và dược liệu Lâm Đồng, công ty trách nhiệm hữu hạn Đà Lạt Thảo Dược Minh Quân, thu mua chế biến tiêu thụ hàng năm 850 tấn đương quy, chiếm hơn 82% trên tổng sản lượng. Còn lại tỷ lệ 18% được tiêu thụ qua các doanh nghiệp, thương lái nhỏ lẻ. Thu hoạch của chúng tôi so với cây cà phê hoặc là cây dâu thì nó hơn hẳn. Về cây cà phê và cây dâu. Hai nữa là nó cái tỷ lệ mình chăm bón nó cũng đỡ hơn, ví dụ như thuốc bảo vệ thực vật hoặc là phân giò. Cho nên chúng tôi rất thích làm cái này, mà trong bao nhiêu năm nay là chúng tôi đều theo đuổi cái này. Cái thứ nhất là nó phù hợp với sức khỏe, cái thứ hai là chăm bẵm nó không so với những cây khác nó nhàn hơn. Rất mong có địa phương và các cái doanh nghiệp lớn đến và ký kết chúng tôi để làm những cái cho nó. Cái thứ nhất là phải sản phẩm sạch. Cái thứ hai là đảm bảo cái chất lượng, cái thứ ba nữa là đảm bảo cái đầu ra cho bà con. Nếu mà nói về chú thì canh tác năm nay năm thứ sáu rồi, vừa bán quy giống vừa bán quy thịt. Mà nếu mà nói sản phẩm, năng suất so với cây khác là cái này năng suất hơn là cây cà phê và cây dâu tầm tơ. Đấy, thì nếu mà tỷ lệ một sào này mà đạt tiêu chuẩn là được 3 tấn trên một sào. Trước hết là phải chất đất tốt. Xốp, phân chuồng càng nhiều thì càng tốt. Đấy, chỉ tội là dân không có đầu tư thôi. Nếu có đầu tư phân chuồng bao nhiêu cũng được. Nhưng mà ăn nhau cái chất đất, sau đó cây kỹ thuật cây giống. Sau đó là muốn anh dễ to, cổ to, thì cái giống này nó ưa nước nhiều. Càng nhiều nước thì càng dễ to, cổ càng to, dễ càng dài. Nếu tỷ lệ nước ít là dễ ngắn và năng suất không được cao. Đáng kể, ngoài các loại dược liệu được canh tác thông thường, trên địa bàn Lâm Đồng hiện nay đã phát triển nhiều cơ sở nuôi đông trùng hạ thảo trong môi trường lạnh khép kín với công nghệ cao. Từ năm 2026, công ty Song Biêu đã nuôi trồng, sản xuất và nhân giống đông trùng hạ thảo với thương hiệu Dala New Farm, với hai quy trình đó là nuôi trồng trên giá thể là sinh khối và nuôi trồng tạo rễ ký sinh trên cơ thể con nhộng tằm. Dala New Farm mỗi ngày xuất vườn khoảng 500 sản phẩm đông trùng hạ thảo ký sinh nhộng tằm. Hiện nay về cái đông trùng hạ thảo thì công ty chúng tôi cũng đã trải qua một cái thời gian tương đối dài so với cái ngành đông trùng hạ thảo. Thành ra tới hiện nay thì chúng tôi rất mong muốn để ra được cái sản phẩm mà cái chất lượng là phải đảm bảo và giá thành phải rất phù hợp với cái người tiêu dùng hiện nay. Chúng tôi sẽ triển khai cái trà đông trùng hạ thảo được sử dụng bằng phương pháp là trà túi lọc, để cho nó sát với cái người dân và cái cách sử dụng thì nó dễ dàng và giá cả nó rất hợp lý. Trong thời gian tới, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục phát triển vùng nguyên liệu bảo tồn, nhân giống, phát triển trồng trên diện tích quy mô lớn, đồng thời đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư chiết xuất tinh chất, đáp ứng yêu cầu bào chế dược liệu phục vụ trị bệnh, khai thác tiềm năng và giá trị tương xứng với thế mạnh của thổ nhưỡng địa phương. Mục tiêu đến năm 2025, toàn tỉnh đạt tỷ lệ 80% sản lượng dược liệu được chế biến, trong đó có 50% chế biến, tinh và hình thành 5 chuỗi giá trị dược liệu chất lượng cao gắn với phát triển thương hiệu. Có 70% dược liệu qua chế biến được chứng nhận GMP toàn cầu.